Sao lại mổ con lợn này Hưng? Vâng, thế bảo anh hôm nay với Thuận đi đón mẹ nuôi ấy. Em cũng chả còn tiền mua thức ăn, với lại mấy hôm nay thức ăn ở chợ bảo là đang có dịch lợn này kia ấy. À. Là em tự thịt một con này để dành làm thức ăn ấy. Ôi dồi ôi. Thế là nhà có mấy con? Nhà có 3 con. Có 3 con. Vâng. Thế là nghe tin là mẹ nuôi về thì bảo là nhà không thức ăn là thịt luôn con lợn này. Vâng. Để đợi mẹ nuôi. Vâng. Ôi dồi ôi. Con chào con các bà. Cháu Quyên xin chào toàn thể cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Cô bác anh chị thân mến, hiện tại thì cháu đang có mặt tại nhà của hai anh em Hưng Thuận, mồ côi cả cha lẫn mẹ các bác ạ. Và ngày hôm nay thì cháu lên trên này một cái tin cực kỳ là vui, muốn thông báo cho hai anh em Hưng Thuận. Đó là từ lúc mẹ của hai anh em Hưng Thuận mất đến giờ thì cái tình cảm và sự yêu thương, những cái lời nói của một người mẹ dành cho các con đã từ rất là lâu các con chưa được nghe những cái câu đó rồi. Và ngày hôm nay thì có một cái tin cực kỳ là vui, đó là mẹ nuôi của hai anh em Hưng Thuận ở bên Mỹ là đã lên máy bay rồi. Và ngày hôm nay thì cháu sẽ đi từ đây xuống Hà Nội để đón mẹ nuôi của bé Thuận. Đây là hai anh em Hưng Thuận đấy các bác, bé Thuận đây, để về. Và mẹ nuôi của hai anh em Hưng Thuận sẽ lên trên nhà trực tiếp để hoàn thiện nốt một số hạng mục còn lại của nhà hai anh em Hưng Thuận. Và ngày hôm nay đi ấy, thì cháu sẽ cho bé Thuận là cùng đi. Thuận ơi. Dạ. Từ lúc mẹ em mất đến giờ là đã bao giờ được gọi ai là mẹ chưa? Chưa. Chưa à? Dạ. Thế bây giờ nghe tin mẹ nuôi của em sắp về thì em cảm thấy thế nào? Em rất vui ạ. Tối qua có ngủ được không? Tối qua em không, em cứ mong là đến hôm nay rồi đi đón mẹ nuôi á. À, không ngủ được á? Vâng. À, tối qua không ngủ được, cứ mong là đến trời sáng để đi đón mẹ nuôi. Vâng. Thế anh Hưng đâu rồi? Anh Hưng trên nhà mới. Đang ở trên nhà cũ chứ? Vâng ạ. À, thế tí nữa mình sẽ lên trên nhà cũ nhá. Vâng ạ. Thế còn hôm nay chuẩn bị đi đón mẹ nuôi thì em sẽ lấy quà gì cho mẹ nào? Nhìn vào đây nào. Em á. Vâng. Em không có quà đâu. Không có quà thì hát tặng cho mẹ một bài đi. Để cho mẹ nghe xong là mình sẽ đi từ đây xuống đón mẹ. Vâng. Hát bài mẹ ơi con biết nhá. Vâng. À, bây giờ anh bắt nhịp này. À, em phải nhìn vào đây này, nhìn vào đây để hát này. À 1 2 3. Mẹ ơi con biết con thương mẹ nhiều, cứ muốn ôm mẹ và cười thật tươi. Mẹ ơi con biết mẹ yêu con lắm, mỗi khi con buồn có mẹ ở bên. Mái tóc mẹ thơm, ánh mắt mẹ hiền, yêu nhất mẹ hát con sẽ ngủ yên. Nên lúc con lớn hứa sẽ chăm ngoan, cố gắng học hành để mẹ được vui. Rồi, hoan hô hay quá nhỉ. Đấy, bây giờ là chuẩn bị đi xuống đón mẹ nuôi thôi đúng không? Vâng. Thế là bây giờ nghe tin là mẹ nuôi sắp về thì em ở nhà đã chuẩn bị được những gì rồi? Em mới chuẩn bị xong quần áo à. Xong quần áo. Thế vâng. Mẹ nuôi về thì sẽ cho mẹ nuôi là ngủ ở đâu? Ngủ ở nhà mới, anh trai lắp giường rồi. Anh trai lắp giường rồi. Thế Thuận sẽ ngủ với ai? Em ngủ với mẹ nuôi. À, ngủ với mẹ nuôi đúng không? Vâng. Thế nghe tin là mẹ nuôi sắp về thì em có... Con nói cái tin vui này với ai không? Con nói với các bạn của mình hay là nói với ai không? Em có. Thế nói như thế nào? Em bảo là mẹ nuôi của em sắp về rồi ấy. À, thế mọi người nói thế nào? Mọi người bảo là không tin. Không tin mẹ nuôi mình về á? Vâng. À. Các bạn bảo là không có mẹ nuôi đâu. À, các bạn bảo em không có mẹ nuôi đâu đúng không? Vâng. Đấy. Cái niềm mà khao khát rất là lớn của những số phận không được may mắn, bất hạnh như bé Thuận đây, mồ côi từ lúc còn rất là bé, khao khát được gọi tiếng mẹ, tiếng cha, thì đến ngày hôm nay thì cũng may mắn được rằng là có cô Hiếu, Lê Hiếu ở bên Mỹ là cô đã nhận hai bé làm con nuôi. Và ngày hôm nay thì cháu sẽ đưa bé Thuận đi xuống Hà Nội để đón mẹ nuôi.
Thế hôm nay là nghỉ học đã xin thầy giáo chưa? Anh trai xin thầy giáo rồi. Anh trai xin rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thế đợt này về ấy, thì có muốn mẹ nuôi mua cái gì cho mình không? Em có. Em muốn mẹ nuôi mua cái gì cho mình? Em ước có xe đạp thôi. À, ước có xe đạp á? Vâng. Được rồi. Thế nếu mà gặp mẹ nuôi có dám nói với mẹ nuôi để mẹ nuôi mua cho không? Không. Không dám à? Tại sao lại không dám? Vì em không nói đâu. Không nói à? Sợ đúng không? Vâng. Thế được rồi. Thế thì anh sẽ hộ em nói nhá. Mai anh gặp mẹ nuôi của em rồi anh sẽ bảo là con nuôi là muốn mẹ nuôi là mua cho một chiếc xe đạp nha. Cái điều đấy chắc mẹ nuôi làm được. Xong rồi mẹ nuôi về sẽ làm một số hạng mục còn lại đây này. Đây bây giờ là mẹ nuôi của em bé. Mẹ nuôi của em sẽ làm một số hạng mục như là kè ở đây này các bác. Đấy, kè cái phần kè này này. Sau đó là sẽ tiếp tục là kè ở phần này nữa. Đấy, và hiện tại cháu đã gọi vật liệu vào để làm trần rồi các bác. Úi dồi ôi, nhà cửa như thế này là không được rồi. Tí mẹ nuôi về, mẹ nuôi ở đâu? Bây giờ anh sẽ lên nhà để anh nói chuyện với anh Hưng của em nhá. Vâng. Để cho anh Hưng xuống đây là lắp nước này. Đấy, cái téc nước thì đã chuyển lên trên kia rồi các bác. Đấy, cái lực nước ở trên kia xuống đã mạnh rồi. Nhưng mà hiện tại là cái ống nước, vòi nước các thứ là ở đây vẫn chưa có. Đấy. Còn ở trong này điện đóm thì vẫn chưa có này. Chắc có lẽ là một điện ngày... có rồi. Có điện rồi à? Vâng. À, đi vào trong nhà cho anh xem nào. Thế là mẹ nuôi ngủ ở phòng nào? Chỉ cho anh xem nào. Mẹ nuôi ngủ ở phòng em. Phòng em ở đâu? Đây. À, em với mẹ nuôi ngủ ở đây. Vâng. À, đấy. Phòng thì có máy quạt này, tủ này. Nói chung là các cái khâu chuẩn bị để đón mẹ nuôi thì cũng dần dần như là xong rồi. Chắc có lẽ là buổi chiều ngày hôm nay nữa Hưng sẽ tiếp tục xuống đây để dọn dẹp nữa là sẽ xong. Đấy, nhà cửa thì hôm nọ dính sơn các thứ ấy, là cũng lau sạch sẽ hết rồi các bác này. Đấy. Rồi. Đấy, đồ đạc ở phòng này thì vẫn chưa có được dọn đấy các bác. Nhà thì khi mà sơn cái màu sơn này vào nhìn rất là sáng và rất là đẹp các bác ạ. Đó, và tivi thì sẽ chuyển về góc này, không lắp ở trên này nữa các bác. Tivi lắp ở bên này này các bác. Vẫn chưa có điện trong. Đi vào đây xem mà có nước chưa. Đấy, đây là không gian của nhà bếp. Đồ đạc vẫn để ở trong này này các bác. Cửa sổ này. Đấy, bếp. Và cháu sẽ đóng cái trần ở đây các bác nhé. Đóng trần ở trong cả cái nhà bếp này vào để nhìn nó sẽ đẹp hơn các bác ạ. Nhà tắm, nhà vệ sinh này. Đấy, đây là không gian của nhà tắm, nhà vệ sinh. Tí nữa sẽ cho Hưng xuống đây để sửa sang lại cái không gian này. Bây giờ là cháu sẽ lên nhà đã. Lên nhà cũ của hai anh em Hưng Thuận đã các bác nhé. Thôi Thuận ơi. Dạ. Để anh em mình lên nhà đi. Vâng ạ. Đấy. Tối nay là sẽ chiều nay đi. Đấy, chiều nay là anh với em sẽ bắt đầu là đi từ đây đến Hà Nội, đến gần sân bay ấy. Mẹ nuôi của em là đi máy bay về đến sân bay. Đi máy bay về đây á. Đi máy bay đến Hà Nội. Đấy, từ đây xuống Hà Nội thì sẽ mất tầm 7 tiếng đồng hồ các bác ạ. Thì nếu mà lên nhà Thuận thì phải mất tầm 8 tiếng, đến huyện là mất 7 tiếng. Và tí nữa cháu sẽ đưa Thuận đi gần sân bay Nội Bài ở Hà Nội để ngủ ở đấy. Và ngày mai thì khi mà mẹ nuôi của Thuận về, cô Lê Minh Hiếu ấy, là về đến sân bay lúc 5 giờ sáng, thì cháu với cả bé Thuận sẽ bắt đầu là đi đón cô Hiếu. Và khi mà đón xong thì có lẽ là sẽ đi mua vài thứ đồ nữa và sẽ lên trên này luôn. Thôi bây giờ là đi, đóng cửa vào em. Tí bảo anh Hưng xuống đây dọn nhà sạch sẽ đi, để cho mẹ xuống đây ở. Mẹ nuôi về, mẹ nuôi còn xuống để ở. Quần áo của em ở đâu? Quần áo của em ở nhà mới, ở nhà cũ. Ở nhà cũ à? Mặc đi một bộ thôi cũng được rồi. Tại vì ngày mai đi xuống bên kia thì có lẽ là nếu mà không có thì mẹ nuôi mua cho một bộ nữa là được rồi. Nha. Vâng. Thế đầu có con cháy không? Em có. Có à? Vâng. Thế tí mẹ nuôi ngủ với mình lây cho mẹ nuôi thì sao? Em lên trên trường các bạn có.
Em đi trên trường các bạn có các bạn lây cho em đúng không? Vâng. Đây. Ui dồi, cẩn thận. Bây giờ là cháu đến bên dưới nhà của hai anh em Hưng Thuận rồi các bác. Vừa nãy đi xe lên thì xe đi hơi khó nên là cháu không ghi hình được. Xe thì không đến nhà được các bác ạ, phải đi bộ. Bây giờ lên để bảo với Hưng là sẽ cho Thuận đi cùng với cháu. Và cho Hưng ở nhà là làm một số hạng mục nữa. Em cũng bảo là cho em đi thôi. Sợ anh trai không cho em đi thôi. Anh trai bảo cho em đi thôi, anh trai không đi đâu. Anh trai không đi đâu, cho em cho mỗi em đi thôi đúng không? Vâng. Ờ. Nhưng mà chó nhà em lấy buộc chưa? Chó nhà em có hai con, em buộc một con. Có gốc cây này sợ quá. Thuận đi học về có bao giờ gặp con rắn ở đây không? Hôm trước em học lớp 2 em có đấy. À, con rắn ở đây á? Vâng. Loại này rắn hay ở lắm ấy. Nhà cũ này bây giờ rậm rạp nhỉ. Chó lấy buộc hết rồi đúng không? Chỉ buộc một con thôi. Anh Hưng ở nhà làm gì đông người thế nhỉ? Đi nào, xem nào. Sang kia xem nào. Vâng. Anh đi trước đi một tí con chó ấy. Nhiều chó thế. Nhà Hưng Thuận đấy. Hưng ở kia làm gì đông thế nhỉ? Ôi. Đi. Đi ra chỗ anh Hưng xem nào. Chả biết anh Hưng ở đấy làm gì đông thế. Hưng ơi. Ôi. Làm gì đông thế? Ôi, đang mổ con gì đấy các bác? Mổ con lợn con lớn. Ờ, Thuận Thuận lấy mic cho anh để anh nói chuyện tí nào. Ôi giời, đang mổ con lợn à? Cháu không dám quay cận cảnh nha các bác. Tại vì nó vi phạm bản quyền đấy. Sao lại mổ con lợn này Hưng? Vâng, thấy bảo anh hôm nay với Thuận đi đón mẹ nuôi ấy. Em cũng chả còn tiền mua thức ăn, với lại mấy hôm nay thức ăn ở chợ bảo là đang có dịch lợn này kia ấy. À. Là em tự thịt một con này để dành làm thức ăn ấy. Ôi dồi ôi. Thế là nhà có mấy con? Nhà có 3 con. Có 3 con. Vâng. Thế là nghe tin là mẹ nuôi về thì bảo là nhà không thức ăn là thịt luôn con lợn này. Vâng. Để đợi mẹ nuôi. Vâng. Ôi dồi ôi, mẹ nuôi về mẹ nuôi em không biết mua mà, không mua ở chợ về mà. Cái này em thịt con này là lợn cắp nách, em còn lấy rơm về thui cho nó thành đen hết đấy. Ôi dồi ôi, thế Hưng sống tình cảm quá các bác ạ. Nghe tin là mẹ nuôi ở bên Mỹ sắp về, thế là ở nhà có 3 con lợn. Thịt một con để cho mẹ, đợi mẹ nuôi. Ôi dồi ôi. Đấy, hôm nay anh lên trên này thì anh cũng không biết là em mổ con lợn. Đấy thì tí nữa anh sẽ cùng với cả Thuận đi xuống dưới kia để ngày mai là đón mẹ nuôi của em về rồi. Vâng. Tối nay về đến nơi chứ? Tối nay là mẹ nuôi của em chưa đến Hà Nội đâu. À. Sáng mai 5 giờ sáng mẹ nuôi của em mới đến Hà Nội. Đấy. Thế là hôm nay là nhờ cô chú ra hộ mổ con lợn à? Vâng. 3 người thôi đúng không? Vâng. Ôi ôi. Nhà có 3 con lợn mà Hưng mổ mất một con rồi. Nếu mà cháu biết thì cháu không cho Hưng mổ nữa các bác ạ. Tại vì là để làm giống. Đấy, bây giờ mẹ nuôi của Hưng về thì mẹ nuôi khác biết mua về. Nhưng mà Hưng bảo là sợ mua về thì lại sợ mua phải cái lợn dịch ấy. Tại vì bây giờ nó đang dịch rất là nhiều. Nên Hưng bảo là mổ con lợn để đợi mẹ nuôi. Hy vọng là sẽ đón được mẹ nuôi của em về. Hưng có nghe tin mẹ nuôi sắp về em cảm thấy nào Hưng? Có, em cũng rất là mừng khi bảo mẹ thấy mẹ về. À. Thôi ở đây thì máu nó hơi be bét một tí các bác nên là thôi. Tí nữa cháu sẽ ghi hình sau. Tại vì nó vi phạm đến chính sách của YouTube đấy. Thôi lên nghe. Vào đây anh bảo. Dạ. Thì vừa rồi anh cũng nói chuyện với Thuận rồi. Dạ. Đấy là hôm nay là anh sẽ đi xuống Hà Nội để đón mẹ nuôi của em. Vâng. Thì trước khi mẹ nuôi về, mẹ nuôi của em bảo là sẽ ở nhà mới dưới kia. Vâng. Ở đấy một tháng để hộ em làm cái này cái kia và kè. Vâng. Đấy, thì ngày kia là em gọi anh trưởng này với cả Đồng và hai người thôi nhá, về đây để chuẩn bị làm.
Ok. Sau đó anh sẽ gọi vật liệu vào, gọi gạch, gọi xi vào. Vâng. Và em hôm nay nhá, trong vào ngày hôm nay em không đi đâu làm gì nữa, em đi mua ống nước về để lắp nước vào nhà tắm, nhà vệ sinh có nước dùng đi. Vâng, tí nữa chắc em phải xuống huyện mua anh ạ. Còn mua hết bao nhiêu tiền thì tí gọi cho anh Trình, bảo anh Trình chuyển cho, hoặc là bảo anh chuyển cho. Vâng. Hoặc là em cứ xuống nhà rú ngân lấy đi, thì cứ bảo lấy hộ anh Quyền nhá. Vâng. Thì ngày mai hoặc là lúc nào đấy anh sẽ trả tiền sau. Cứ lấy đi ống nước về lắp đồng hoàng, lắp để có nước nhá. Không à, mẹ nuôi của em về ở đấy mà không có nước là không ở được đâu ấy. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy, và dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ nhá. Vâng. Hôm qua em có dọn rồi. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đi. Thì bây giờ là khả năng là anh với Thuận sẽ đi đi luôn, tại vì tí muộn ấy. Thì anh ăn cơm anh xong đi anh ạ. Bảo em thôi. Hả? Em làm cơm, ăn cơm xong đi, nấu cơm rồi. Ui, bây giờ đợi cơm thì bao giờ mới xong? Giờ xong rồi mà. Để hôm nào anh về anh ăn thôi. Giờ xong rồi. Giờ lên làm tí thức ăn nữa là được mà. Bây giờ thì cháu với cả Thuận sẽ bắt đầu là di chuyển xuống dưới huyện và bắt đầu đi xuống dưới kia để đón mẹ nuôi các bác nha. Thuận không được ngủ say nhá. Sắp đến huyện rồi, 20 cây nữa. Thưa các anh chị, là bây giờ thì cháu đã về đến nhà rồi các bác. Thì cháu sẽ đưa bé Thuận đi xuống Hà Nội để đón mẹ nuôi nhá. Chiến gửi lời chào đến ai nhỉ? Con chào cô, các bà. Con muốn đi. Con ở nhà đợi bố, mai bố mua đồ chơi cho nhá. Bố đi làm nhá. Con ở nhà với ai? Con ở nhà với chú Trinh. Chú Trinh cũng đi làm, ở nhà với cô Ma nhá. Đấy, bây giờ là chị Thuận sẽ đi làm nhà chị Thuận nha. Bây giờ là bắt đầu xuất phát rồi các bác. Bây giờ thì cháu bắt đầu xuất phát từ huyện của cháu đi xuống Hà Nội. Từ đây xuống Hà Nội thì sẽ phải mất tầm khoảng độ 7 tiếng các bác ạ. 7 tiếng đi xe này. Đấy, hôm nay là Thuận có say xe không nhỉ? Không. Không à? Chắc tối nay lại chắc tối nay sợ Thuận lại không ngủ được ấy, tại vì là hôm qua đã không ngủ được rồi đúng không? Vâng. Đấy, tối nay lại phải mất ngủ để ngóng cái tin là mẹ nuôi về ấy. Chắc là kiểu trẻ con ấy, ngày xưa cháu thế các bác. Ví dụ như bố bảo là bố mẹ bảo là ngày mai cho đi chợ, thế là cả đêm đấy là không ngủ được luôn. Thức cả đêm đến sáng để được đi chợ. Như bây giờ Thuận thì bảo là mẹ nuôi về thì khả năng là cũng như kiểu là thức không ngủ được ấy, háo hức. Hy vọng là ngày mai là bắt đầu là đi gặp mẹ nuôi sớm nha. Ngày mai là từ lúc 5 giờ là mình sẽ đi đón luôn, đi vào sân bay ấy. Thuận say xe thì bảo anh nhá, không là tí quạch ra xe của anh ấy. Trước đi một lần rồi nhỉ? Vâng, đi nhiều lần rồi. Bạn đi thẳng Hà Nội tới đây. Về đủ Hà Nội gần đây à? Bạn đi nó. Nhưng nếu chỉ nhìn vào ưu điểm, không ai là không thể sử dụng. Sâu nước, tới tận đáy phổi. Số 5. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào việc con cái trở thành rồng phượng để thay đổi gia cảnh. Chúng ta sẽ giải hòa với bản thân và mâu thuẫn với thế giới bên ngoài cũng sẽ tan biến. Sự giải hòa là những kẻ tiêu thụ tài nguyên xã hội, đóng góp duy nhất của họ cho xã hội là làm. Thưa các anh chị, hiện tại thì cháu bắt đầu vào cao tốc Nội Bài Lào Cai rồi. Từ đây xuống Hà Nội thì chắc mất tầm độ 5 tiếng nữa. Hôm nay thì xuống đến Hà Nội chắc tầm khoảng độ 10 giờ. Đấy, tí nữa đi dọc đường thì đói là sẽ dừng lại để ăn cơm luôn. Bắt đầu đường đi sướng rồi Thuận ạ. Bây giờ không xe nữa nhỉ? Vừa nãy xe nhỉ?
Đói chưa à Thuận? Chưa. Chưa đâu đúng không? Đi một lúc nữa nhá. Đi tầm khoảng độ gần 2 tiếng nữa mình bắt đầu ăn cơm nhá. Bây giờ là đến trạm nghỉ ăn cơm rồi các bác. Ăn cơm xong thì sẽ bắt đầu xuất phát. Để tối nay sẽ ngủ nghỉ sớm và sáng mai 5 giờ sẽ bắt đầu là đi đón mẹ nuôi của Thuận. Ăn cơm nhiều vào nhá Thuận nhá. Cháu Quyên là mời các bác ăn cơm nhá. Thuận thì say xe nên hơi mệt một tí các bác. Thưa các anh chị là hiện tại thì cháu với cả bé Thuận với cả em Trinh ấy là xuống đến sân bay ở Nội Bài rồi các bác. Bây giờ chúng cháu sẽ ngủ ở đây để đợi mẹ nuôi của Thuận nhá. Mẹ nuôi của em đang ở trên máy bay rồi đấy. Nhưng mà sáng mai liệu có dậy được từ lúc 5 giờ sáng không? Có. Mai là dậy từ lúc 5 giờ sáng để đi đón mẹ nuôi nhá. Đấy, mai là mình sẽ đón mẹ nuôi đi về. Và thưa cô bác anh chị là hôm nay thì cháu cũng đưa bé Thuận xuống đến đây rồi. Bây giờ cũng khá là muộn và cũng mệt rồi các bác, đi đường dài đấy. Và thời lượng của video cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi. Chắc có lẽ là cuộc gặp gỡ giữa mẹ nuôi và con nuôi bé Thuận và cô Lê Minh Hiếu, cháu sẽ dành ghi hình ở tập video tiếp theo các bác ạ. Hy vọng là các bác cô chú anh chị sẽ tiếp tục theo dõi và đồng hành với cháu ở trong tập video tới này các bác nhé. Còn là bây giờ chắc có lẽ là cho cháu xin dừng ghi hình ở đây. Xin chào và hẹn lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Điển TV. Xin chào các bác.